Hai hai lại là Mạnh đây. Hôm nay mình làm clip này xin muốn giới thiệu cho bạn một cái app điện thoại khá là thú vị, và cũng qua cái app này mọi người có thể biết được một cái trò chơi truyền thống của bên nước ngoài. Đấy, không phải là của Việt Nam. Ok, cái app đấy tên là Duck Duck Go. Đấy, cái biểu tượng hình con vịt. Nó là một cái app trình duyệt web. Nó khác với Google Chrome và hoặc là Opera mấy trình duyệt khác còn lại ở chỗ nào. Đó là nó tiên tiến hơn ở chỗ là nó là bảo mật. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chủ sở hữu của cái app này không thể theo theo dõi hoặc là thu thập dữ liệu của bạn đang dùng. Đấy, và nó cũng block hết những cái pop-up quảng cáo. Đấy. Thì đó là cái app Duck Duck Go, một cái app mà mình cũng thỉnh thoảng dùng. Rồi, vậy cái nó có liên quan gì đến cái trò chơi dân gian mà mình sẽ giới thiệu? Nó liên quan ở chỗ là ở cái tên. Tên của nó là Duck Duck Go. Đấy. Và cái tên là viết tắt của cái trò chơi Duck Duck Goose. Đấy. Đấy chính là cái trò chơi này, một trò chơi nhân gian của truyền thống của nước ngoài, không phải dân gian đâu. À, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là vịt vịt ngỗng. Thế thì hiện tại ấy, thì những cái trường nước ngoài ở Việt Nam cũng khi mà du nhập vào Việt Nam cũng chơi cho học học sinh của Việt Nam chơi cái trò này rồi. Đấy, cũng có vài clip quay lên. Mà mình nói qua về cái nội dung của cái trò chơi này là nó chơi như thế nào. Nó sẽ là một cái vòng vòng người đây, một cái nhóm người sẽ ngồi vòng quanh, và có một cái ông, có cái một gọi là nhân vật chính này này. Đấy, còn thông tin người nào thua người ấy sẽ đứng lên và đi cứ chạm vào đầu mỗi người, cứ nói vịt vịt rồi ấy, rồi ông ấy, người này sẽ chọn bất cứ một ai là ngỗng, đập vào đầu và sẽ nói cái từ ngỗng. Thì ai mà bị đập vào chỉ điểm là ngỗng ấy thì sẽ phải đứng dậy và rệt cái người mà đã đập lên đầu mình nói từ ngỗng đấy. Và lúc này cái người mà chỉ điểm này này thì sẽ phải chạy chạy khỏi cái gọi là ngỗng này, chạy vòng quanh để đến cái chỗ mà cái ngỗng để trống ấy. Đấy, ấy ngỗng để trống. Thì mình nói sơ qua về cái trò chơi, thấy mọi người muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể search Google. Và cái chữ cách mẹo nhớ cái đọc con ngỗng này, goose. Đó là go này này, đọc là gu. Thì mọi người có thể nhớ đến cái từ Google. Đấy, Google cũng có hai chữ go. Và cũng có một cái phim là Duck Duck Goose. Đấy, phim hoạt hình vào năm 2018, mình cũng chưa có dịp được xem. Đấy, và đây là cái trang web của Duck Duck Go. Đấy. Ok, thì hy vọng qua cái clip này mình đã giới thiệu cho các bạn được hai điều. Thứ nhất là một cái app điện trình duyệt web bảo mật, bảo vệ người dùng khỏi bị tránh thu thập dữ liệu. Đấy. Và thứ hai là qua cái tên gọi của cái app này thì giới thiệu cho các bạn được một cái trò chơi truyền thống của nước ngoài tên là Duck Duck Goose.
vịt vịt ngỗng. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.